chào anh em, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tại thị trường Việt Nam thì dòng xe bán tải được ưa chuộng và rất phổ biến trong mấy năm vừa qua. Nhưng ở bên kia trái đất, tại thị trường Mỹ thì dòng xe bán tải cũng rất ưa chuộng. Nói bán tải thì nó hơi oan, nhưng có lẽ đàn anh của bán tải, đàn anh của những chiếc xe tại Việt Nam, những chiếc xe bán tải. Vâng, nó ngay bên cạnh tôi đây, chính là Ford F-150 Raptor phiên bản 2018. Ở thị trường Mỹ thì đây là xe bán chạy nhất trong các cái dòng xe bán tải cỡ lớn. F-150 thì có các đối thủ như là Ram 1500 này, rồi Chevrolet Silverado này, hay là Toyota Tundra, thì đều là những chiếc xe bán tải với kích thước rất là lớn, chiều dài của nó khoảng gần 6m2. Vâng, phải nói rất là dài, các bạn có thể quan sát nhìn ngay, quá hầm hố. Khoảng một năm trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu một cái cặp bán tải F-150 2017-2016 về. Thì đây là bản 2017. Về bên ngoài thì sẽ không có thay đổi quá nhiều, thưa bạn, sẽ không có thay đổi quá nhiều. Vẫn là một cái kiểu dáng quá đô con vuông vức. Và phải nói là nếu như ai yêu cái vẻ cơ đa bắp của những chiếc xe tới từ Mỹ thì chắc chắn sẽ mê mẩn với những cái dòng xe này. Và F-150 thì có rất nhiều phiên bản. Đây là phiên bản Raptor do Ford Performance phát triển, một cái bộ phận Special Vehicle Team của Ford phát triển. Nếu như mà các bạn đã thấy những cái chiếc xe F-150 mà Lê Bảo Duy đã giới thiệu ấy, thì với những cái chi tiết thay đổi thêm trên những cái Raptor này thì các bạn sẽ thấy là một hình ảnh hoàn toàn khác, đúng không ạ? Đầu tiên là các bạn có thể thấy cái lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt hình lục giác được sơn đen mờ. Đấy. Với thiết kế dạng hình tổ ong. Hình tổ ong. Nó có cái gì đấy hơi giống với Range Rover nhỉ? Và một chiếc logo Ford cực kỳ lớn ở đây. Và các bạn hãy quan sát nhé. Bình thường những chiếc xe bình thường ấy, xe bán tải bình thường thì mình đứng cái nắp capo nó cũng đâu đến đây thôi, nhưng mà đây nó lên đến vai này rồi, chuẩn Mỹ đúng không ạ? Rất to cao, rất vạm vỡ, rất lớn. Các bạn có thể nhìn ngay bên trên này, nó có các cái hốc thoát gió. Với một cái cỗ máy hoạt động ở cái công suất cao, và đặc biệt là một mẫu xe dành cho cái địa hình siêu khó như F-150, thì cái này không chỉ để trang trí đâu, nó còn giúp cho cái tản nhiệt cho cái khối động cơ khi mà hoạt động ở cái chế độ off-road. Thực ra thì ta hay nói về off-road, nhưng mà off-road 30 phút khác, nhưng mà off-road nửa ngày nó sẽ khác nhau. Bởi vì cái đấy, cái chiếc xe sẽ luôn phải hoạt động ở cái công suất cao, và cái sức nóng, cái sức tỏa nhiệt và cái sự mài mòn của động cơ thì nó sẽ phải yêu cầu những cái tản nhiệt tốt hơn rất nhiều. Quay trở lại với phần đầu xe thì các bạn cũng có thể thấy là đây là chiếc camera. Camera trong cái hệ thống camera 360. Đó. Và ngay bên dưới đây thì sẽ có cái vòi phun để chúng ta có thể rửa nếu như cái camera này nó bẩn. Khá giống trên chiếc Range Rover ngày xưa mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Và phần cản dưới này là cản thép nhé, khả năng là cản nhôm, vật liệu nhẹ này. Đấy. Cũng rất đẹp, thiết kế rất đẹp. Trên cái F-150 Raptor thì các bạn cũng sẽ có được cái tấm chắn gầm. Thông thường những cái dòng xe bán tải ở mình nhá, gọi là xe bán tải để đi địa hình, nhưng mà nhiều khi cũng không được trang bị cái này đâu. Như xe của mình cũng phải lắp thêm, thì ở trên F-150 Raptor cũng đã có sẵn rồi. Và nếu như khi mà chúng ta đi nhanh ở địa hình xấu ấy, làm cái đoàn ấy vào đâu, vào cái viên đá hộc hiếc gì đấy ấy, thì cái tấm này nó sẽ chắn cho lại, không làm vỡ cái nắp các te ở dưới hoặc là hỏng các cái bộ phận bên dưới của cái động cơ này. Mình đã bị một lần rồi, rất may mắn có cái tấm này, phải nói là bùa hộ mệnh cho chính cái khối động cơ. Rồi, và một cái chi tiết rất thú vị của F-150 Raptor ấy, mà nếu như chúng ta lột trần được nó ra, chúng ta bỏ cái thân này ra này, cái vỏ của nó ra, thì chúng ta sẽ thấy được khối động cơ và cái hệ thống khung gầm của nó tuyệt vời. Dòng Raptor trên trên các dòng xe Ford ấy, là có thể nói là nó khác biệt rất nhiều ở cái bốn điểm chính. Một là cái style, hai là công nghệ về thân vỏ, khung gầm, ba là động cơ, bốn là cái hệ thống treo. Hệ thống treo thuộc Ford Racing thì
thôi rồi luôn. Cái mẫu xe F150 Raptor 2017 này nếu như so với F150 tiêu chuẩn thì nó sẽ nhẹ hơn đâu đó khoảng 220 mấy kg á. Mà như các bạn đã biết rồi, trong thiết kế xe hơi thì riêng cái việc là giảm trọng lượng là một cái mà cực kỳ quan trọng. Bởi vì với một cái kích thước xe lớn như thế này, nếu như không giảm được trọng lượng thì xe rất là nặng nề khi di chuyển. Cái thứ hai là tiêu tốn nhiên liệu. Cái phần để giảm trọng lượng đến đó thì họ sẽ dùng các vật liệu nhẹ như là nhôm, hợp kim nhôm trên cái phần thân vỏ. Đặc biệt là các bạn có thể nhìn ngay phần dưới đây ạ. Thì các bạn cũng sẽ thấy là cái phần hệ thống càng cũng làm bằng vật liệu nhẹ là hợp kim nhôm. Đó. Và màu xanh của hệ thống Fox Racing thì đã quá quen thuộc rồi. Này là hàng thửa, hàng hiệu luôn. Trên cái bản 2019 thì mình có đọc được là cái hệ thống Fox Racing nó còn có thể nó có một cái chế độ lift điều chỉnh theo từng thời điểm mà khi mà xe đang vận hành ấy. Tức là nếu như mà đường nó hơi sóc sóc thì nó điều chỉnh cái độ cứng như này, đường nó sóc nảy hơn thì điều chỉnh tăng lên, vân vân, nó điều chỉnh liên tục, điều chỉnh liên tục. Thì đấy là một cái công nghệ khá hay, mà công nghệ đấy Ford nó gọi là hệ thống Fox Racing nó gọi là công nghệ 3.0 trên cái hệ thống treo đó. Thì thực ra cái thuật toán có thể nói là bây giờ những cái thuật toán điều khiển là nó sẽ tạo lên sự khác biệt rất nhiều trên những cái dòng xe. Và bây giờ thì các bạn có thể sang bên này ạ. Các bạn có thể thấy cái lốp này. Vâng, lốp rất to đúng không ạ? Đây mình đo bằng tay nhá. Từ tâm lốp ra này thì vành, đây là vành 17 đây. Vành này có cái bộ phận bit lock này. Cái bit lock này nó sẽ chống cái việc mà khi mà chiếc lốp này ví dụ bị đá chém một cái xịt hoàn toàn thì nó sẽ chống lột cái vỏ này ra ngoài. Thì cái bản 2016, cái đợt mà mình có giới thiệu với các bạn, mình với Hàng Tuấn có giới thiệu với các bạn đấy, thì cũng chưa có cái này. Mình nghĩ là cái này cũng có thể lắp thêm được, không quá khó. Đó. Lốp này thì có thể nói là như lốp xe tải, nhưng nó sẽ khác. O-terrain này đi tất cả các địa hình, đi ngay cả trên những cái đường như thế này này, hay là đường nhựa này, thì cũng êm. Nhưng mà lại đi trên cát, đi trên bùn thì cái vân lốp, cái hoa lốp dày như thế này nó cũng không bị lún, nó không bị sụt. Đây, phía bên hông này cũng vậy. Phía bên hông này các bạn cũng có thể thấy đây là cái lỗ thoát khí tản nhiệt cho cái khối động cơ đây. Nó không hề giả đâu, mình có thể thò vào đây được. Đặc trưng của F150 là cái gì cũng to. Tay nắm cửa thì cũng to như thế này. Trên này thì có khóa mã số thì cũng rất là quen thuộc trên các cái dòng xe Ford rồi. Trên gương cũng vậy, gương rất lớn. Trên này thì có cả cảnh báo điểm mù này. Cảnh báo điểm mù. Ford thì bây giờ gọi là bá đạo, hay mình hay gọi vui là mắc binh về công nghệ luôn. Không thiếu một thứ gì. Bậc lên xuống thì có đục lỗ, giảm bớt trọng lượng mà cũng là vật liệu nhẹ. Vật liệu nhẹ. Đấy, các bạn có thể thấy này, để mình mở cái cửa ra nhá. Cửa mặc dù cái kích thước to như thế này nhưng mà rất nhẹ. Nhẹ cực luôn. Đây, kéo nhẹ, rất nhẹ này. Rất nhẹ. Đấy, vật liệu rất là nhẹ luôn. Đóng cũng vậy. Và đặc biệt là trên cái phần sau này các bạn có thể thấy là cái tem Raptor. Bộ tem Raptor rất là đẹp. Mình quên nói một chi tiết ở phần đầu xe. Mình quay trở lại phần đầu xe một chút là cái hệ thống đèn pha trên F150 là cũng đèn pha là đèn pha full LED hết. Đây, giới thiệu lại các bạn. Và hình chữ C. Đấy, rất là lớn. Ngoài ra thì cũng có các cái đèn định vị, nó nằm ở các vị trí như thế này này. Mình nhớ không nhầm nó là màu cam. Đó. Rất nhiều đèn định vị ở phần đầu xe. Bản này là bản 2018 nha các bạn. Đây, mình có thể xem cái năm sản xuất ở trên này ạ. Đây, date này, tháng 9 năm 2018 này. Khối lượng là gần 3,2 tấn. Đấy. Đợt mình đi sang Mỹ ấy, thì thực ra F150 ở nhìn ở Việt Nam đây, đỗ trước một cái showroom như thế này cũng trông rất là to, hay là đi trên đường của mình, nhưng mà sang Mỹ nhìn nó vẫn nhỏ. Ở Mỹ là gì? F250, F350, F450, F550, thậm chí có cả F
650, F650 thì phía sau là dùng bánh kép. Nó giống như cái dòng Dodge Ram ngày xưa là Dodge Ram 3500 hay sao ấy. Nó dùng bánh đôi như một không khác gì một chiếc xe tải cả. Quay trở lại cái F150 thì cái phần ốp phía sau trên cái nắp thùng sau này là cũng là một cái bộ phận trang trí cho dòng xe F150 Raptor. Cản dưới bô đôi. Đó, có cảm biến, camera sau và một chiếc nắp thùng rất nhẹ. Rất nhẹ luôn, dùng một tay cũng được. Đấy, rất nhẹ. Vâng, ở đây thì có thang. Cái thang này với một cái chiều cao, một cái độ cao như thế này thì đương nhiên rồi, muốn lên xuống thì mình phải có một cái thang. Đấy, bước lên thôi. Thoải mái. Nói chung là thoải mái. Gập lại. Lại một ngón đưa vào. Thì thực ra đối với một cái nắp thùng như thế này nhá, nếu như mình cứ hình dung đó là một cái tấm kim loại rất là nặng, thì nếu như có ai đứng ở dưới đây mà làm cái đoàn cái vào đầu, mà nhỡ làm đoàn cái vào đầu là thôi rồi luôn đấy, chấn thương sọ não đi luôn, đi sâu và đi xa. Thì các bạn có thể nhìn đây là cái phần bộ phận kết nối với cái trailer, tức là cái mình có thể kéo những cái ngôi nhà rồi những cái xe chở hàng ở phía sau. Đấy. Thưa các bạn có thể nghe thấy không? Đây có thể nói là một chiếc xe địa hình, nhưng có thể đua trên cái địa hình rất là khó. Và phần tiếp theo các bạn có thể thấy cái hệ thống treo này, Fox Racing này. Đấy. Đây là một sự khác biệt, cũng là một cái đặc trưng trên các cái dòng xe của mang phiên bản Raptor. Đó. Và ta sẽ gọi chúng nó, và chính vì lẽ đó là nhân dân hay là anh em hay gọi là những chiếc sport off-road car. Và các bạn có thể tìm thấy một cái video mà Ken Block đã chạy cái Raptor này trên cái sa mạc ở Mỹ, thì có lẽ là sau khi xem cái thước phim đấy thì không yêu thì không được. Nhưng mà để yêu được em này ở tại Việt Nam thì có lẽ là chúng ta cũng phải bỏ ra một cái giá nó khoảng 4 tỷ có lẽ. Tại thị trường Malaysia thì mẫu xe này đâu đó cũng có giá là khoảng 190.000 đô. Nhưng việc lợi thế khi mà sở hữu những chiếc xe to này ấy, thì bản thân mình là người đã xem rất nhiều cái crash test ấy, hoặc là hai xe va chạm, thử va chạm ấy, thì xe to bao giờ cũng là một lợi thế. Mình đã từng xem một chiếc Toyota Majestic đâm đoàng với cả một chiếc Yaris, thì Majestic thì đâu đó nó bị lùi lại một chút thôi. Còn Majestic chỉ bị lùi lại một chút, còn đầu Yaris thì làm cái đoàn cái cách ra khoảng mấy mét, sợ lắm. Cho nên là nếu có điều kiện đường xa nhà thoáng thì cứ xe to mà dùng. Tất nhiên chúng ta sẽ phải trả tiền nhiều hơn cho việc tìm những cái điểm đỗ, hoặc là đặc biệt là cái chi phí về nhiên liệu, và đương nhiên chúng ta cũng sẽ phải có nhiều tiền. Các bạn có thể thấy là những cái dòng Raptor đều là do Ford Performance phát triển. Rất đẹp. Màu đỏ mà. Đỏ là đua. Anh em ạ, đỏ là đua. Ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái điều chỉnh cái bàn đạp chân ga chân phanh này. Bởi vì F150 thì có kích thước rất là lớn, vì vậy có những người có chiều cao 1,5 m, có những người có chiều cao 2 m, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái bàn đạp chân ga này. Đấy, và cái hành trình nó cũng tương đối là lớn. Đúng là như đang ở chung cư 90 m, sang cái biệt thự khoảng 500-700-1000 m nó khác. Ngồi thì rất là rộng. Wow. Đây các bạn có thể thấy này, ngay ở trên cái bệ tỉ tay này này. Đấy. Chi tiết đầu tiên tôi đặt chiếc tay vào và tôi ấn tượng. Quá ấn tượng luôn. Ôi. Một cái khay rộng như thế này ta có thể đặt như thế này ạ. Vâng. Đây. Rất rộng luôn. Mình nghĩ là để vừa nguyên một cái máy tính màn hình khoảng 13 inch chứ cũng không phải là vừa đâu. Đó. Quá ghê gớm. Thực sự là quá lớn. Rồi. Và các bạn có thể thấy này, phần thiết kế phần nội thất cũng vậy. So với ngoại thất cũng vậy. Cái gì nó cũng to, vuông.
đây thì là có một cái hệ thống, có một cái màn hình 12 inch này. Mình nghĩ chắc chắn là hệ thống sinh ba rồi. Có app. Đó. Đây, cảm ứng thì nó cũng tương tự trên các cái dòng xe Ford thôi. Đây, mobile app vân vân. Có kết nối wifi rồi. Có thể cài đặt các cái chế độ của camera thì nó cũng tương tự trên những các dòng xe Ford bây giờ. Đây, climate đây, navigation đây, phone ở đây, cái nối phone sinh ba thông minh như thế nào thì các bạn cũng đã khá quen thuộc trên cái dòng xe Ford Ranger rồi. Có lẽ tôi không phải giới thiệu lại nữa. Ở trên này thì có gì, ở đây ta có thể tắt được cái hệ thống này là cái hệ thống chống trượt đây, hệ thống phải là hệ thống traction control, đây là tắt cái hệ thống traction control đi. Đó, thì chúng ta phải bật tắt ở đây. Hệ thống hỗ trợ đổ dốc. Hỗ trợ đổ dốc này, hill descent control thì chính là đây. Những cái hệ thống này rất là quen thuộc trên các cái dòng xe SUV hay dòng xe bán tải ngày nay. Camera 360. Rồi, camera 360 đây ạ. Cũng khá đơn giản, màn hình này độ phân giải cũng bình thường thôi. Không có vấn đề gì cả. Và chế độ này là ta có thể cái chế độ này tự ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ thì cũng đã khá quen thuộc rồi. Và hệ thống media, hệ thống audio này của Sony khá giống trên những cái dòng xe Ford phổ biến ngay đây. Hệ thống điều khiển điều hòa, cái gì cũng to. Có cả sưởi ghế luôn, làm mát và sưởi ghế bên dưới đây. Có luôn. Và hai khe cắm USB ở đây. Cần số thì rất là to nhé các bạn. Cần số thì quá to luôn. Thực sự quá ấn tượng luôn. Những cái khay để nước này thì cũng cũng vậy chỉ... Và mình có thể bật tắt cái hệ thống hỗ trợ giữ làn đường ở đây ạ. Đó, giữ làn đường ở đây. Nhưng mà đối với những cái dòng xe, đối với dòng xe F-150 Raptor này thì nó khác biệt như mình đã nói rồi, style là cái thiết kế rồi. Nhưng mà cái hệ thống động cơ và hệ thống truyền lực là một cái vô cùng khác biệt. Cái cần số này nếu như mình có thể chuyển ra đây cho các bạn xem là để ở để chế độ D chẳng hạn nhé. Để ở chế độ D thì ở trên màn hình này. Đây, trên màn hình đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, 10 cấp thưa các bạn. Nhưng chưa hết, ta có thể chuyển sang chế độ M và sử dụng lẫy chuyển số trên vô lăng. Và đây có lẽ là cái điều rất đặc biệt trên cái dòng xe Raptor. Thông thường thì những cái lẫy chuyển số sau vô lăng này chỉ dùng cho các dòng xe đua thôi. Nhưng trên Raptor, tôi cũng là một gã khổng lồ nhưng có thể chạy rất nhanh, nhanh trên cả đường bằng, nhanh trên cả đường địa hình, nhanh trên cả đường cát, nhanh trên rất nhiều đường. Và đó chính là Raptor. Thưa các bạn, còn một điều rất đặc biệt trên Raptor nữa, các bạn sẽ thấy là các chế độ mode, các cái drive mode, các cái chế độ lái thì đó khá giống trên Ranger Raptor phải không ạ? Đây, chế độ này mình sẽ chuyển dần cho các bạn xem. Chuyển sang rồi, đây. Đó, sport này. Tưởng tượng được không ạ? Xe địa hình mà lại có sport mode này. Rồi là điều kiện đường trơn trượt này, đường sỏi, đường cát này. À, tất nhiên là khi đó thì phải chuyển sang chế độ hai cầu rồi. Rồi, nhưng mà đây là chế độ Baja này. Vâng, Baja 1000, một giải đua quá hay luôn tới từ Mexico. Đó. Và chế độ leo đá. Rồi, chế độ leo đá thì sẽ phải chuyển sang hai cầu chậm nữa. Thì làm thế nào để chuyển được ạ? Làm thế nào thì chúng ta sẽ phải chuyển ở ngay đây. Các bạn có thể thấy tất cả đều gài đấy. Xe sẽ tự động chuyển, ngay cả mình chọn cái chế độ vừa rồi thôi thì cũng tự động chuyển. Hoặc là mình có thể chuyển ngay bằng ngay cây trên ở cái chế độ này, ở trên cái một cái núm xoay. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh ngay đây ạ. Rồi, 2H này, chạy cầu sau nhá. Chạy cầu sau để mình cho hiển thị lên luôn cái màn hình này, cái chế độ để các bạn có thể thấy rõ luôn là cái tình trạng của xe đây. Ví dụ Raptor Status, đây mình chuyển cái mode ở trên cái vô lăng này. Đấy, và theo dõi cái tình trạng của xe nhá. Toàn bộ ở trên này ạ.
bản đồng hồ thông tin này có hết. Mình có thể theo dõi cái tình trạng là off-road status ở đây, là cái độ nghiêng, độ dốc và chế độ cầu. Đây là hiện tại mình đang để một cầu nhanh, xe đang đỗ trên đường bằng. Và khi mình chuyển cái núm xoay ở đây ạ sang 4A, rồi hai cầu tự động điều chỉnh lực trên các bánh, thì ngay lập tức trên màn hình cũng vậy, các bạn có thể thấy ngay đây đó. Và mình chuyển sang 4H, rồi quá trình chuyển đang diễn ra, hai cầu nhanh và cuối cùng là 4L. Đương nhiên rồi, 4L thì bạn sẽ phải chuyển sang cần số sang chế độ N thì mới chuyển được. Đó. 4L. Đó. Tiếng kịch kịch luôn, đóng rồi. Rồi. Advanced Track là tắt luôn. Cái này thì khi mà chúng ta đi vào đường cực xấu luôn, hoặc là đi đường cát, đường lầy, quá lầy thì chúng ta mới dùng. Thậm chí khi đó thì tôi có thể khóa V-Sign. Nên nhớ là khi chạy xong chỗ địa hình xấu thì chúng ta nhả V-Sign nhé. Đấy, khóa V-Sign cầu sau luôn. Thì trên màn hình cũng hiển thị. Nói chung là với F150 thì bất chấp địa hình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhả cầu ra để dễ chứ không. Rồi nhả về. Đấy, tiếng kịch kịch là có thể thấy được ngay. Nhưng mà chưa hết thì các bạn, drive mode của Raptor 6 chế độ rồi, nhưng thậm chí tôi có thể tách được cái chế độ lái của vô lăng này ra bằng cách bật ở cái phím ngay đây ạ. Thì trên màn hình này nó cũng hiển thị. Đấy. Đấy, chế độ vô lăng tiêu chuẩn này, chế độ vô lăng là sport này, thể thao này, chế độ comfort. Nó có kém gì những chiếc Mercedes hay những chiếc xe Đức về cái drive mode không ạ? Không hề đúng không? Không hề luôn. Ở trên cái phiên bản 2019 thì mình nhớ là nó có một cái chế độ tự bò cái chế độ trail control gì đó, mình nhớ không nhầm, thì nó sẽ tự động vào những cái địa hình xấu như là leo đá, leo những cái đường gập ghềnh ấy, thì thôi mình bỏ chân ga, chân phanh ra, nó sẽ tự động điều khiển công suất động cơ, tự động phanh nó từ tốc độ từ khoảng 1,6 km đến 32-33 km gì trên giờ đấy, tự bò. Lúc đấy thì mình thả ra và xe nó sẽ tự động lái trên cái đường địa hình như thế, và chỉ việc đánh lái mà thôi, chỉ việc đánh lái thì tự bò. Nó sẽ có ra camera, nó quét rồi vân vân. Thì những cái chế độ đấy là rất nổi tiếng trên những cái dòng xe Range Rover, hoặc là những cái xe LX570 thì có chế độ gọi là Ground gì đấy. Nhưng mà cái tốc độ của xe này bò đến được như thế, chạy đến được như thế là cũng rất là tốt. Thì ở trên cái mẫu xe này thì cũng có Adaptive Cruise Control, rồi là kiểm soát khoảng cách, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, thì cũng rất là quen thuộc trên những cái dòng xe Ford hiện đại ngày nay. Để mình chuyển xem trên cái menu này nó còn cái gì không nhá. Đấy, đây, ở đây ta có thể theo dõi này. Power distribution này, phân bổ các cái lực tới. Đây là towing, tức là cài cái kéo cái xe đằng sau đấy, kéo cái thùng đằng sau đấy. Cái này thì mình chưa có điều kiện thử thực tế. Rồi ở đây có cảnh báo áp suất lốp luôn này. Lốp bên trái là 40, ba lốp 45 này. Đấy, tất cả bên luôn. Quá hiện đại nhỉ. Chả thiếu cái gì. Có thể chuyển sang đồng hồ tốc độ kỹ thuật số này. Đó. Engine, chế độ engine này. Xem vân vân. Rất nhiều. My Key Status này. Đó. Có thể cài đặt cho người sử dụng xe rồi. Vân vân. Auto Start Stop. Rồi. My View, những cái mà mình thường, thông số mình thường theo dõi thì mình sẽ vào đó mình cài đặt. Wow, có cả cảnh báo điểm mù nói rồi này, collision warning tức là cảnh báo va chạm trước, cruise control, lane keeping, DTE, cái này liên quan đến khả năng liên quan đến cái phần kéo trailer sau, mình cũng chưa thử cho nên cũng không dám phán như thế nào, phán bừa anh em chửi chết. Rồi, advanced setting đó vân vân, tất cả những cái gì đó, auto high beam là chế độ điều khiển đèn đó. Đây là cài đặt các cái chế độ cảnh báo đèn, rồi là Easy Entry and Exit, cái điều khiển vô lăng rồi ghế khi chúng ta lên xuống. Và tất cả chúng ta có thể cài đặt ngay đây này.
Một mẫu xe phải nói là không chỉ off-road nhưng mà nó chứa đựng rất nhiều cái công nghệ bên đó. Chính vì vậy giá nó thường cao. Và quay trở lại với hệ thống loa thì các bạn có thể thấy loa này, B&O Bang & Olufsen luôn. Anh em có hay hỏi là tại sao không bật âm thanh lên, bởi vì thực ra bật âm thanh nhiều khi bật những cái âm thanh bản nhạc hay ấy là Facebook nó bam luôn. YouTube nó bam luôn. Bởi vì nó liên quan đến các vấn đề bản quyền. Ghế lái thì ngồi rất rộng, ngồi rất rộng luôn. Ngồi rất rộng. Trên cái F150 2019 mình nhớ nó còn theo được trang bị cái ghế kiểu thể thao của Ricardo ấy. Đó các bạn thấy không? Những chiếc xe bán tải nhá. Bây giờ lại pha thêm những cái thiết kế của sport car. Vậy ta gọi là gì nhỉ? Off-road sport car. Nhiều khi gặp những đường đấy ferry còn chịu, nhưng mà xe này bay rầm rầm luôn. Sướng nhất là khi mà mình nhớ là mình thử cái Ford Ranger Raptor bên Úc ấy, là nó bay lên cao, nó đáp cái rầm một cái cực phê luôn. Khi đấy mới biết là cái hệ thống khung gầm, cái hệ thống treo của nó tuyệt vời như thế nào. Chưa kể đến cái F150 Raptor này, xem Ken Block lái thôi rồi. Điều kiện ở mình thì đúng thực sự là không có điều kiện để lái luôn. Không có điều kiện để thử, bởi vì không có xe lái thử của hãng. Đây thực sự là những chủ nhân rất yêu xe, rất mê xe mới mua về. Và quay trở lại tiếp những cái tính năng trên xe thì cái cánh cửa này rất to, mở thì rất nhẹ. Và cái bấm mở cửa thì nó nằm ngay ở trong cái hõm này. Và trên một cái xe có kích thước như thế này, chúng ta cũng không cần phải lo sợ thiếu những cái chỗ để đồ này. Tất cả các hộp để đồ này to đùng luôn. Rồi, rất đẹp luôn. Nói chung là mình vẫn phải nói là mắc binh về công nghệ. Đấy. Cửa sổ trời panorama. Hôm vừa rồi có đi xem một cái biệt thự toàn thấy cửa kính nó rộng như này, vào nhà biệt thự nó khác lắm. Xe này nó cũng tương đồng như vậy thôi. Các cái hàng điều khiển ở đây ta có thể đóng mở các cái cửa sổ trời trên này cho để kính. Và ở đây là một hàng jack chờ. Cái công tắc chờ mình nghĩ là cái công tắc mở rộng. Có thể là mình đấu thêm những cái đồ chơi gì đấy thì có thể thông qua công tắc này chăng. Anh em nào biết thì có thể chia sẻ với hết nhé. Mình chưa thử cái này bao giờ. Đây. À, cái công tắc này cũng hay. Bạn có thể thấy đây nhá. Các bạn có thể thấy đây. Đây, nếu như mà mình đây. Mình đang ngồi đây này. Đấy, mình đóng mở cái cửa sổ ở phía sau. Đây, đóng mở bằng điện. Đấy, các bạn có thể nhìn ra phía sau đấy ạ. Đây. Đóng mở hoàn toàn bằng điện. Đóng mở, mở ra cái là gió ập vào luôn. Rất mát mẻ. Nếu vậy thì mình sẽ mở nốt cái cửa này lên. Thì vô hình dung là nó có một cái gu luồng không khí. Cái luồng không khí chạy quanh xe, nếu mà đi đâu đấy mà đến một cái địa điểm đẹp hay trên những cái cung đường đẹp hoặc là những cái vùng nào đó rộng rãi thì mở thế này đi thì còn tuyệt vời hơn hả nhỉ. Quá tuyệt vời luôn, quá lãng mạn luôn. Rồi, cả gia đình đi này, quá rộng. Hoặc là chỉ còn ta với nàng nữa đi nữa thì nhất luôn. Không còn gì để nói nữa, bởi vì riêng cái sàn sau đây là một cái chỗ ngủ gọi là quá tuyệt vời luôn rồi. Nó hơn bất kỳ một cái giường nào mà các bạn có thể trang bị thêm. Và đương nhiên rồi, trên những cái ghế thì có những cái thương hiệu Raptor. Bây giờ thì sẽ ra hàng ghế sau xem như thế nào nhá. Thực ra mình rất buồn cười là tại sao cái cửa nó to như thế này, mở nó vẫn rất nhẹ. Khâm phục luôn. Hàng ghế này thì chúng ta hay nói đến những cái chiếc ghế thần kỳ mà các dòng xe Honda năm vừa rồi làm truyền thông cũng khá mạnh. Thì đây ạ, chiếc ghế này nó quá thần kỳ luôn. Đây. Wow. Rồi. Đấy, ngồi đây kiểu như này, khoanh chân được. Năm nay thì cũng xin mấy điều thôi. Đấy, ví dụ ngồi đây thiền hoặc làm cái gì đấy, bạn thấy không? Gió mát, gió từ cửa trước, cửa sau, cửa bên. Năm nay thì xin mấy điều. Một là xin là nói có người nghe này. Thứ hai là đe có người sợ này. Và nợ thì đặc biệt không ai dám đòi. Nói vui vậy thôi. Một cái không gian như này có thể làm thơ được. Có thể làm thơ được. Đấy. Rộng quá. Rộng.
À, quá rộng luôn. Thực ra là cũng rất là cảm ơn, ở đây là MT Auto mới mở một cái địa chỉ showroom ở 88 Tô Hữu, và nhập chiếc xe này coi như là mở hàng luôn, chào hàng luôn, cũng rất là vui. Lại hạ xuống, xoay sở thoải mái nhờ. Và khi mở cửa ra thì tôi có thể ngắm toàn cảnh phía sau. Đây, camera này là camera 720 độ cộng với một cái thần giao cách cảm nữa thì là tuyệt vời luôn. Với những chiếc xe bán tải thì chúng ta hay lo sợ, lo lắng về cái khoảng duỗi chân như thế này. Thì đây ạ, khoảng duỗi chân trên F150 Raptor nó như thế này, độ ngả nó như thế này ạ, khoảng trống đầu xe như thế này, khoảng trống phần đầu với phần trần. Bệ tì tay đấy, có khay để nước. Và đây thưa các bạn, đây là các cái hai khe cắm này, hai khe cắm USB này, có đầu ra 12V này. Đấy, có cả nguồn AC 110V luôn có này. Đấy. Thực ra mà có nhiều tiền thì chả tội gì mà không mua cả. Trông nó hoành tráng, không lo nghĩ về đổ xăng, không lo nghĩ về kinh tế gì cả. Đáng, rất đáng để sở hữu. Khi mà ngồi lên mẫu xe này và khi mà cầm lái mà trải nghiệm thôi. Thực ra khi mà bắt gặp cái mẫu xe này này, hay là thậm chí mình sờ, mình nắn, sờ mó vào từng cái chi tiết đi xem từng cái, thì cũng là một chiếc xe đáng để mơ ước, một chiếc xe đáng bán tải, quá đáng để mơ ước. Và không phải ngẫu nhiên mà nó là một trong những cái mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong rất nhiều năm qua, với rất nhiều series 150, 250, 350, 450. Và có lẽ là với một cái mẫu xe mà có cái trọng lượng lên tới, có cái khối lượng lên tới gần 3,2 tấn ấy, thì bạn hình dung sẽ là những cái khối động cơ 5, 7, 8 chấm gì đấy, nhưng không. Động cơ trên F150 Raptor là động cơ EcoBoost 3.5, rất nổi tiếng. Và công suất là 450 mã lực. Mô men xoắn 641 Nm, không thua kém gì những chiếc xe thể thao đâu. Nhưng F150 là một mẫu xe thể thao trên những địa hình siêu khó. Vậy thì khi sở hữu một cái mẫu xe như này, tôi sẽ có được từ những cái thiết kế vô cùng ấn tượng. Một hệ thống thân xe khung gầm quá hay, hệ thống treo Fox Racing tuyệt vời. Và đặc biệt khi tôi ngồi lên đây chắc chắn sẽ rất oai phong và lẫm liệt. Bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Thì nhân dịp năm mới thì cũng chúc toàn thể anh em, quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe. Và trong năm nay thì anh em hãy vui lòng subscribe kênh giúp mình nhé. Hãy subscribe, comment, chia sẻ các cái thông tin về ô tô nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye.